Quang Hải bị bạn thân nói thẳng mặt, đừng nghĩ bản thân quá tài giỏi mà khinh nhờ người khác. Vừa nhận giải thưởng cao quý, Quang Hải đã vô tình vướng lùm xùm. Nằm không cũng trúng đạn, với một năm thi đấu cực kỳ thành công ở cả hai cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Không nằm ngoài dự đoán, Nguyễn Quang Hải vừa được xướng tên cho danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam 2018. Chân sút sinh năm 1997 nhận được rất nhiều lời khen từ giới chuyên môn và người hâm mộ. Tuy nhiên sau giải thưởng cá nhân cao quý, Quang Hải lại vô tình vướng vào một vụ lùm xùm khi bị một người anh thân thiết tố mắc bệnh ngôi sao. Theo đó, ngay sau khi lễ trao giải quả bóng vàng Việt Nam 2018 kết thúc, trang cá nhân của nhà báo bất ngờ đăng tải dòng trạng thái nhắm tới đích danh Quang Hải và Văn Hậu, hai tuyển thủ vừa trở thành chủ nhân của các danh hiệu lớn nhất làng bóng đá với những lời lẽ không mấy thiện chí. Các ngôi sao Quang Hải và Văn Hậu của bóng đá Việt Nam thân mến, các bạn là những cầu thủ tài năng, đó là điều mọi người đều ghi nhận. Và tôi là người đã theo dõi các bạn từ những giải đấu còn rất trẻ, từ lúc mọi người còn chưa biết các bạn là ai và dành cho các bạn một sự yêu mến đặc biệt. Tuy nhiên, đừng nghĩ bản thân mình quá tài giỏi mà nhiều người yêu mến và tỏ ra khinh nhờ người khác, nhất là với giới truyền thông. Là cầu thủ trẻ hãy cố gắng rèn luyện cho tốt, đặc biệt là nhân cách, vì chỉ mới nổi tiếng mà đã bộc lộ bản chất ngôi sao sớm quá, e không ổn các bạn ạ. Theo đó, Quang Hải và Văn Hậu bị anh nhà báo tố có thái độ chưa đúng đắn đối với các bậc đàn anh và giới truyền thông. Cũng theo nhà báo này, hai học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo kể bản thân là người có tài đông fan nên tỏ ra khinh nhờ người khác, mới nổi tiếng đã lộ bản chất ngôi sao vì những hành động được cho là chưa đúng mực. Quang Hải và Văn Hậu bị anh chỉ đích danh để cảnh báo công khai. Bên cạnh đó, nhà báo cũng gửi lời cảnh tỉnh đến thế hệ cầu thủ trẻ. Tôi chính thức cảnh cáo hai ngôi sao trẻ của bóng đá Việt và một số ngôi sao đang nảy nổi sau chức vô địch AFF Cup. Cuộc đời còn dài và sự nỗ lực bao nhiêu cũng chưa gọi là đủ đâu các bạn. Làm nghề phóng viên quá lâu và kinh qua bao nhiêu thế hệ cầu thủ, bản thân tự nhận hiếm khi nhìn sai người và sự cảnh báo không bao giờ thừa, nhất là với những người tôi từng yêu mến. Được biết, nguyên nhân của vụ việc nhà báo đăng đàn chỉ trích Quang Hải và Văn Hậu bắt nguồn từ khi anh này không thể tiếp cận phỏng vấn hai tuyển thủ. Tại buổi lễ trao giải, sau khi dự lễ, Quang Hải và các đồng đội chỉ nán lại hồi râu, rồi nhanh chóng ra về để bay gấp ra Hà Nội. Ngay ngày hôm sau, các tuyển thủ phải có mặt để tham gia buổi tập tại nơi đóng quân của đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Vì thế, việc Quang Hải không đủ thời gian để nán lại tiếp truyền thông hậu lễ trao giải quả bóng vàng hoàn toàn được thông cảm, thậm chí khó có thể chê trách gì. Sự khắt khe của nhà báo vấp phải khá nhiều chỉ trích của người hâm mộ, nhất là khi anh này tự nhận đã dõi theo các bạn từ những giải đấu trẻ, từ lúc mọi người còn chưa biết các bạn là ai và dành cho các bạn một sự yêu mến đặc biệt. Anh ta từng có những bức hình thân thiết bên một số thành viên của đội tuyển Việt Nam. Có một thời yêu thương ủng hộ các tuyển thủ, nhưng mới đây anh này lại quyết định cảnh báo họ. Theo nhiều người hâm mộ, sau một mùa giải AFF Cup bị cày ải, phát kiệt thể lực, lại phải kinh qua những chuyến bay liên miên, các tuyển thủ trẻ cần được phục hồi sức khỏe và có quyền được nghỉ ngơi. Hơn nữa, cũng theo phản hồi từ một khán giả có mặt tại lễ trao giải quả bóng vàng, Quang Hải tỏ ra rất lễ phép và nhiệt tình với mọi người. Trước mắt là giải đấu ASEAN Cup đang cận kề, người yêu bóng đá luôn mong mỏi các tuyển thủ của chúng ta sẽ có phong độ thể lực và nhất là tâm lý tốt nhất, không bị phân tâm vào những ồn ào bên lề.